chào toàn thể quý nhà đã đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim, thành phố Hải Dương. Ngày hôm nay em lại xin phép lên sóng báo giá một mẫu xe 7 chỗ ngồi là chiếc Toyota Innova này. Chiếc xe này là sản xuất 2018 bản 2.0 số sàn. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc này với giá là 580 triệu. 580 triệu ạ. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng 70%. Chiếc xe này là một chủ sử dụng từ đâu, tên tư nhân, không dịch vụ. Xe chạy 4 vạn xin, lịch sử bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ. Chủ con này rất là chăm xe luôn. Đấy, sơn phủ gâm, rồi là bọc ghế da, màn hình Android đầy đủ hết rồi. Anh chị về chỉ có việc đi thôi. Con này lịch sử bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, chủ rất là chăm xe. Đấy, đăng ký đăng kiểm con này còn đến tận tháng 9 này 2022 cơ. Đấy, có văn bản cam kết cho khách hàng. Anh chị cứ đi ra thợ, ra hãng kiểm tra đúng như cam kết thì mình nhận xe rồi mới thanh toán tiền cho bên em. Bên em vẫn hỗ trợ giao xe tận nơi cho anh chị nào không đến xem được. Đấy, giá công khai luôn là 580 triệu, ba hồ sơ. Đây thì em giới thiệu chi tiết luôn ngoại thất, nội thất, option theo xe của chiếc Innova này cho khách hàng đang quan tâm nhé. Đèn halogen. Con này là 27 form mới rồi, 28 form mới rồi. Sơn si theo xe con này còn 80-90% sơn zin theo xe. Con này thì chủ nó cũng cất trong gara thôi, không đi nhiều. Lốp vẫn còn nguyên theo xe này. Đây, lốp 4 quả là tháng 5 2017. Đây, mới chạy 4 vạn thôi. Lốp vẫn còn trung bình thôi. Là rằng đúc 16 inch. Con này thì lên vè mưa đầy đủ hết rồi, dán phim cách nhiệt. Rồi là bọc ghế da hai màu. Đầy đủ hết. Đây nội thất của chiếc Innova đây. Gương kính chỉnh điện này. Đấy, chỉnh gương. Rồi là tổ phím trên vô lăng như là đàm thoại rảnh tay, rồi là điều khiển bằng giọng nói này. Đây order 3 vạn 9 luôn. Lịch sử bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ. Đây hai chìa mới cứng luôn. Con này thì chủ cũng đã lên trang bị cho em nó là màn hình Android thôi. Màn này thì có bản đồ, rồi là nghe nhạc xem phim rất là đầy đủ tiện nghi luôn. Điều hòa còn mát lạnh căng đét nhá. Ba chế độ lái là chế độ Eco, chế độ Power và chế độ thường. Cảm biến sau. Đây hàng ghế thứ hai đây. Rất là rộng rãi luôn. Anh chị nào xác định mua dòng này về chạy dịch vụ hay là đi gia đình, chở gia đình đi chơi cũng rất là hợp lý. Đây, nội thất trong xe còn rất là tươi mới nhá. Rất là tươi luôn. Thật ra để nhìn một cái xe chạy dịch vụ hay là xe tư nhân thì cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, được trang bị là hai túi khí, có hai mắt cảm biến sau. Con này thì sơn phủ gầm cũng đầy đủ rồi. Đấy, hàng ghế thứ ba thì rất là ít khi dùng luôn, treo như cố định luôn. Rất ít khi dùng rằng hàng ghế thứ ba. Đây em xin quay đến khoang động cơ chiếc này luôn cho khách hàng có thể xem. Con này là sử dụng động cơ 2.0. Mức xăng của em này rơi vào tầm 6,5 đến 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Đây, khoang máy của chiếc Innova 2.0 đây, số sàn đây. Con này đẹp mỹ mãn luôn, zin từng con ốc. Đây, cam kết không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Máy số zin. Thế thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với em qua số hotline là 0978 607 555. Và
địa chỉ xem xe trực tiếp là 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện cây xăng Thanh Vinh. Anh chị cứ đến xem xe trực tiếp, em sẽ để giá yêu thương nhất chiếc này cho. Xe thì không có gì để chê rồi, anh chị cứ đem ra hãng ra thợ kiểm tra thoải mái nhá. Đấy, lỗi bên em hoàn tiền 100% luôn, chi phí đâu bên em chịu.